À, hồi đó thì hai đứa em là ế. Bạn thân của em giới thiệu với em là có đứa con nhỏ bạn của em tao dễ thương lắm, có muốn làm quen không, cho số điện thoại. À, Cái nói rồi vậy thì đưa số điện thoại để nhắn tin làm quen thử. ê, có nghĩa là từ trước tới giờ là anh chưa bao giờ có một cái tình yêu nào cả hả? Dạ, chưa có một mảnh tình bắt ba. Em chưa bao giờ rung động bởi một nhan sắc nào. Không phải, yêu đơn phương thì có nhưng mà không có ai yêu lại. Mình đồng cảm với nhau á, anh cũng vậy, không ai thương anh cả. Sao? Không sao? Phải, tại vì tiêu chuẩn anh cao lắm. Tại vì lúc mà em gặp mấy người bạn của ảnh á thì nói là anh này phải có 4 tiêu chuẩn thì anh mới chọn làm người yêu, mà anh kiếm mãi không có ra. Vậy hả? Tiêu chuẩn gì? Thứ nhất đó là phải tốt nghiệp đại học. Thứ hai là nhà phải thành phố. Thứ ba là phải biết nấu ăn. Còn thứ tư thì em không nhớ. Là cái gì chắc đó là đi. Hiền rồi. Hay gì á. Rồi trong 4 tiêu chuẩn đó em có đủ hết không? Hiền quá đủ. Hiền không có, nhưng mà ba cái kia chắc là đủ. Đủ hơn quá đủ. Tốt nghiệp đại học nè, nhà thành phố, phải biết nấu ăn. Dạ. Đó. Còn kia là cái gì? Hiền. Hiền đẹp, hiền. Chắc là hiền đẹp. Đẹp đúng không? Ủa, đời ta nói là ghét của nào trời cho của đó, hoặc thích của nào là trời không cho của nào đâu. Nhưng mà cũng có đủ luôn. Rồi hai người quen nhau lâu không? Lâu rồi mới cưới không? Cũng nhanh lắm, độ chừng quen một năm. Yêu nhau là một năm. Dạ, yêu nhau một năm là cưới. Yêu nhau một là năm cưới, là cưới nhau. Cưới được 9 tháng rồi. Được 9 tháng. Trong cái thời gian tụi em yêu nhau đó, suôn sẻ không? Có chia tay lần nào không? Dạ cũng đòi chia tay chia chân tùm lum hết đó. Vậy hả? Tại vì á, em cảm thấy á, anh này nó không an toàn lắm. Kết bạn trên Facebook á, ảnh có rất là nhiều em mà cứ theo ảnh không à. Mà hỏi ảnh thì ảnh cứ nói là chỉ là bạn cùng trường thôi, không có tình cảm gì hết. Nhưng mà em cũng không có tin lắm đâu, tại em thấy nghi lắm. Tại vì cái cách mà nói chuyện rồi nói chung là hiểu ảnh rồi này nọ lắm, cho nên là thấy cảm thấy giống như là anh này ảnh quen rất là nhiều người. Ảnh quen mình là chỉ là tại vì chị bạn giới thiệu, anh nể quá anh mới quen thôi. Cho nên cũng không thấy an toàn. Đó là cái lần chia tay đầu tiên là bởi vì em cảm thấy không an toàn hay là phải có một cái sự kiện nào đó để mà em quyết định em chia tay chứ? Cái ngày sinh nhật của ổng á là ổng nói em là đi Campuchia. Cái xong rồi em nói ừ thì anh đi đi chứ em không có đi được tại vì nhiều ngày quá. Cái xong rồi đi, rồi bữa sau anh úp hình chụp với gái, đứng hai người thân mật lắm. Thì em thấy em rất là bực mình. Bực mình chia tay luôn. Bực mình lắm nên em nhắn tin là chắc không có quen nữa đâu. Em cảm thấy không an toàn, không quen nữa đâu. Rồi lần thứ hai? Cái lần thứ hai thì hai đứa đang nhắn tin qua lại á, thì tự nhiên anh hướng dẫn là anh có đi bio hai lần. Tự nhiên cái anh khai vậy luôn. Chắc Zalo á, ngồi gánh, tay bấm. Cái xong mà thực sự em có muốn khai không hay là tự nhiên vô tình lố, làm lố, lỡ đà đó, xong rồi phải phanh phui luôn. Chọc. Chế độ đi đúng không? Đâu có. Đó em không biết được, mà lúc đó em thấy vậy á là em điên lắm luôn á. Cái em nói cái gì người đàng hoàng vậy mà đi bi ôm hai lần, trời đất ơi gì mà dễ dãi quá vậy. Sau đó là chia tay, mà bạn này là muốn thử lòng đúng không? Chính là vậy, chỉ chọc thôi. Ừ chứ rồi, đâu có gì đâu. Nhưng mà rồi cái lần đó là chia tay trong bao lâu? Một hai tuần vậy đó, là gọi là dội bom tin nhắn á. Với lại mẹ em cũng khuyên á, bây giờ quan trọng là cái tương lai á, là coi có anh này có hay nhậu nhẹt, có lặp lại tiếp tục cái sự việc đó không. Nếu mà lặp lại nữa là chia tay thiệt luôn. Còn em thì em hỏi bạn bè thì nói anh này không có thích nhậu nhẹt. Nên như lần đó là lần chia tay nháp thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn chia tay lần ba nữa không? Tới lúc cưới là chỉ có gọi là trục trặc trước cưới thì có, chứ còn trục trặc chuyện gì? Cái vụ em đi kiếm nhà hàng là bữa đó đưa má của em tới, má em coi coi có ok không á, tới thì má có vẻ không hài lòng, thành ra nổi nóng lên thì thôi con đổi, con không đặt nhà hàng này nữa. Rồi xong rồi sao? Lúc mà đứng đó là em thấy là ảnh nổi nóng là ảnh đỏ mặt tía tai. Xong rồi ảnh vung tay vung chân nói giờ mà cái tiền cọc đó là không cần luôn, thiệp cưới in rồi hủy luôn. Nói rồi ảnh quát quát lên lum á. Mà từ hồi yêu nhau tới bây giờ là lần đầu tiên thấy anh thấy... nóng như vậy. Rồi lúc đó em cảm giác em sao, mất hồn muốn chia tay luôn hả hay sao? Đầu tiên là sợ. Ừ. Sau đó là cảm thấy trời sao con người này nó lại như vậy, sao nóng dữ vậy. Chở em bỏ về luôn. Nghe em tả có vẻ như mặt đỏ ké lên luôn. Đỏ ké lên luôn á. Giận lắm. Bơm, chuyên gia bơm. Tính của em là cái gì đó bóp nhỏ lại được. Nhưng mà vợ em lại hình như ngược lại, tức nghĩa là nhỏ làm nhỏ bự. Tóm lại là vợ thì cái chuyện nhỏ xíu thì muốn bơm lên cho lớn. Còn em thì chuyện lớn thì cũng bóp cho nhỏ. Nó tóm lại là chồng bóp, vợ bơm. Kể tiếp luôn đi, tật xấu gì nữa. Cái này vui lắm.
Kém tắm. Kém tắm à? Lão đó tắm á hả? Vậy nè, hồi xưa là lúc mà đi hẹn hò á, em rủ ở ngày thường á, không chịu đi. Cứ ghẹ thứ bảy chủ nhật thì đi, chứ còn ngày thường em rủ là không có đi. Ừ. Là thứ bảy chủ nhật mới tắm thôi đó hả? Đâu có chịu đi, lấy về rồi, thấy lạ lạ, đi vô nhà tắm nhanh lắm. Vô nhà tắm đi vô đi ra chắc vài phút à. Sau đó hỏi vợ luôn, phát hiện ra là hồi đó lười đi làm về, không có muốn tắm rửa sửa soạn đi chơi với mình. Dồn lại là cuối tuần tắm lần đó phải không? Đúng không? Cũng một hai tuần đầu thì vậy thôi, nhưng mà từ từ thấy chồng ngồi chồng thắc mắc, thấy cũng tiến bộ nhiều rồi. Giờ hỏi lý do sao mà em làm biến tắm? Dạ. Chị cũng sợ tắm lắm á, tại mỗi người mỗi lý do. Dạ không phải, tại vì á em đi học yoga về á thì em thấy anh này chờ cơm thì anh đói lắm, 7:30-8 giờ rồi, cho nên là em vô á là em thay đồ rửa ráy thật sạch để xuống ăn cơm cho lẹ. Chứ còn ăn cơm xong rồi á thì lại no thì tắm nó đâu bao tử, cho nên cũng không có tắm. Chứ còn nói chung là vẫn phải tắm chứ, nhưng mà thường là gội đầu thì khoảng 2 ngày gội đầu một lần, tại vì gội đầu nhiều không có tốt, nó rụng tóc. Tần đi yoga có 3 bữa. Có nghĩa là thôi không không được quyền bịch họng người ta. Người ta nói phải để cho người ta nói tự do ngôn luận. Có tại vì anh này đói là anh sẽ bị tụt đường huyết, cho nên em lo lắm. Chứ còn anh muốn em tắm cũng được, mà em tắm lâu quá anh chờ là phải chờ á. Tắm lâu nhất là khoảng 2 phút không? Không không, em xác nhận lại, tắm lâu nhất cái nha, hình như được 5 phút hơn. Đúng rồi nè. Cũng phải 15-20 phút chứ bộ anh nhìn anh xạo.